Hương Thúy và Thái Phạm xin kính chào quý vị khán giả của truyền hình SBTN. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ năm ngày 27 tháng 4 năm 2017, Hương Thúy hiện đang có mặt tại trung tâm cộng đồng người Makali có tổ chức một buổi lễ tưởng niệm cụ trung tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn do các hội đoàn Makali tổ chức. Bây giờ Hương Thúy xin kính mời quý vị theo dõi những hình ảnh sau đây. Bà là một gương sáng và bà đã ra đi để lại thương tiếc cho biết bao nhiêu người. Hôm nay từ bà đã ra đi để lại cho hiện tại và tương lai một niềm đau vô hạn. Nói về cô Hạnh Nhân thì tất cả ai cũng biết rồi, nên chỉ là muốn nói một câu thôi, là người trồng cây hạnh người chơi, nhưng mà cô trồng cây hạnh để đời mai sau. Và tụi em luôn luôn, cô là tấm gương sáng cho tụi em, là lực lượng hậu vệ, là bao giờ cũng nhớ đến cô và không bao giờ quên cô được, từ tiếng, từ giọng nói cho tới cách công việc cô làm. Đó là một tấm gương sáng cho nữ quân nhân. Tới niên nữ Nguyễn Thị Hạnh Nhân thì tôi cũng xin, không biết nói thương, xin chân thành cảm tạ tất cả quý vị đã có mặt hôm nay và thương niệm chị Nguyễn Thị Hạnh Nhân. Mọi người đều biết chị hoạt động rất là tích cực, đặc biệt là cho những cái người phế binh, cô nhi quả phụ. Cháu không biết nói gì hơn là xin cầu chúc cho cô, hương linh của cô sớm được về chốn nghìn thu. Và xin thành thật chia buồn cùng tam quyến, cùng tất cả những người thân của cô. Tôi xúc động là bởi vì khi mà con người vừa mới nói là chỉ sống vì hạnh phúc của người khác, thì chúng ta biết rằng là tất cả thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh một phần thân thể mình trong 21 năm ở Việt Nam. Vì sao? Vì là tổ quốc, danh dự và trách nhiệm, và để bảo vệ chiếc lá cờ vàng này, ba sắc đỏ này của chúng ta. Thưa quý vị, nói về bà Nguyễn Thị Hạnh Nhân mà chúng tôi thường gọi chị Hạnh Nhân, với tất cả lòng quý trọng trong mỗi lần gặp gỡ tại Bắc và Nam California. Tôi Phạm Hữu Sơn, Chủ tịch Ban đại diện Cộng đồng Người Việt Quốc gia Bắc California, xin thành thật gửi đến gia quyến của cô trung tá Nguyễn Thị Hạnh Nhân lời thân yêu chân thành của Ban đại diện Cộng đồng. Ngày hôm nay chị nghe tin bà mất, chị rất là buồn và chị đến đây chia sẻ với lại các anh chiến sĩ ở đây. Bởi vì dù sao đi nữa chị không phải là quân nhân, nhưng mà chị thấy những cái chương trình SBTN bao nhiêu năm vừa qua, bà và đài SBTN của Trúc Hồ đã tổ chức rất là thành công ở San Jose cũng như ở Napa Valley. Phương Thúy và Thái Phạm tường trình từ San Jose xin kính chào tạm biệt quý vị.